Giờ chào bạn, bạn có thể cho mình phỏng vấn vài câu hỏi được không? Được bạn. Bạn có thể cho mình hỏi là bạn có thường xuyên hút thuốc hay không? Có, mình thường cũng thường xuyên hút thuốc. Một ngày bạn hút tầm bao nhiêu điếu? Một ngày trung bình mình hút từ 5 tới 10 điếu. Bạn thường hút thuốc vào thời gian nào? Mình hút thuốc vào thời gian rảnh thôi. Mình cảm ơn. Anh nghĩ sao về cái việc mà nhiều người cảm thấy rất là khó chịu khi mà hiện tại là quá nhiều sinh viên hút thuốc? Đó là tùy theo suy nghĩ của mọi người. Nếu như chúng ta biết hút đúng nơi, đúng chỗ, chứ không phải là nơi công cộng, cái kiểu như là nơi cái kiểu tập trung sinh viên mà mình bị phải hút thuốc như vậy thôi. Anh không được nói giống giống một đi đi. Điều mà ông mà không nói cái hút điếu là cái hút một điếu thuốc là không được nói trong vòng một tiếng là gọi là bị cấm trong vòng một tiếng á. Bây giờ ông mà chịu đựng được á, cho một, nếu chịu đựng được thì sẽ cho hút cho. Còn bây giờ nếu mà cấm điếu đồ lên là ngừng mà nói trong vòng một tiếng.